Xin kính chào quý tín giả. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bài số 9 với tựa đề là Sự khiêm nhu của vị vua trời. Trước hành động hạ mình rửa chân của Chúa Giêsu, các môn đồ hết sức ngạc nhiên và lúng túng, nhưng họ không biết phải thưa chi với Chúa. Riêng Phi-e-rơ thì phản ứng mạnh mẽ về sự kiện này. Sứ đồ Giăng ghi lại: "Vậy, Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ, thì người thưa rằng Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Câu 6 phi e lại muốn khuyên dạy Chúa Giêsu rằng Ngài là Chúa, là Thầy thì không thể nào hạ mình thấp như vậy được. Chúa Giêsu bèn phản cùng phi e rằng Hiện nay, ngươi chẳng biết sự ta làm nhưng về sau sẽ biết. Câu 7 Chúng ta thấy Mỗi công việc Chúa Giêsu làm cho chúng ta đều mang một ý nghĩa hoặc một ý chỉ nào đó. Nếu muốn hiểu rõ ràng, chúng ta cần phải lắng lòng suy nghiệm và cầu xin Ngài bày tỏ cho chúng ta cách rõ ràng hơn. Đừng vội vàng suy bụng ta ra bụng Chúa. Từ việc rửa chân này, Chúa Giêsu đã chuyển qua sự thanh tẩy thuộc linh. Ngài phán cùng phi rơ rằng: "Nếu ta không rửa cho ngươi" ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Câu 8 Nghe vậy, Phi-e-rơ vội vàng thưa với Chúa Giê-xu. Sứ đồ gian kệ, Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Lại Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Câu 9 Sứ đồ Phi-e-rơ muốn xin thuộc về Chúa Giê-xu cách hoàn toàn trọn vẹn. Theo thói quen, sinh hoạt hàng ngày của người Do Thái thời đó Họ thường tắm gọi trước khi đi dự tiệc hay tới thăm viếng nhà người quen, bạn bè. Khi đi đường thì thường chỉ có chân bị dơ thôi, nên chỉ cần rửa chân thì toàn thân sẽ được sạch. Chúa Giêsu trả lời cho Phi-a-rơ Ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Câu 10 Chúa Giêsu cũng muốn dạy cho Phi-a-rơ và mọi chúng ta rằng những cơ đốc nhân ngày nay đã được cứu chuộc bởi tấm gọi trong dòng huyết quý báu của Chúa Giêsu, thì được sạch mọi tội lỗi, thánh hóa bởi Đức Thánh Linh rồi. Nhưng trong cuộc đời tội lỗi này, chúng ta lắm lúc vẫn bị dính bởi những tội lỗi dễ vấn vương. Để được thánh sạch trọn vẹn, mỗi ngày chúng ta cần phải rửa chân, nghĩa là chúng ta cần phải xưng nhận những sự vi phạm hàng ngày của chúng ta như lời sứ đồ giang khuyên. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Răng nhất đoạn 1 câu 9 Chúa Giêsu cũng nói cùng với các môn đồ và các ngươi đã được tin sạch nhưng chưa được tin sạch đều câu 10b để chỉ về Judas Iscariot đã để quỷ sa tăng làm cứng lòng quyết tâm phản và bán Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu đã làm xong công việc của một đầy tớ, rửa chân cho các môn đồ thì Ngài mặc áo lại và hỏi họ: "Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng?" Câu 12. Không một môn đồ nào của Ngài trả lời được. Họ thật tình không hiểu được điều Chúa Giêsu muốn dạy họ. Qua việc rửa chân này, nên Chúa Giêsu đã cắt nghĩa: Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Câu 13 đến câu 15 nghĩa là theo gương của Chúa Giêsu sống trong hội thánh của Ngài chúng ta phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Philip đoạn 2 câu 3 Càng trưởng thành trong Chúa, được Chúa đại dụng trong những công việc lớn, chúng ta càng phải có tâm tình như sứ đồ pha lô rằng và chúng tôi chẳng rao dạng chính mình chúng tôi, nhưng rao dạng Đức Chúa Giêsu Christ tức là Chúa và vì tình yêu mến Đức Chúa Giêsu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Côrintô Nhì đoạn 4 câu 5. Chúa Giêsu đã là một gương sáng rất quan trọng cho chúng ta. Chúng ta đã tin Ngài, theo Ngài, nhưng chúng ta có hiểu điều Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta không? Và có mấy ai đã quyết tâm, quyết chí noi theo gương của Cứu Chúa chúng ta? Chúa Giêsu cũng muốn dạy cho các môn đồ của Ngài qua tấm gương rửa chân là bài giảng sống động qua hành động hạ mình hầu việc này. Đức Chúa Giêsu dùng lời nói dạy cho các môn đồ chân lý và những sự khôn ngoan thiên thượng. Ngài bày tỏ nhiều lần rằng đầy tớ chẳng hơn chủ mình. Chúng ta là con cái và tôi tớ của Chúa, những khó khăn trong bước đường theo Chúa và những công việc làm của chúng ta dù lớn đến đâu cũng không bao giờ có thể so sánh với cứu chúa của chúng ta. Trong câu này, Chúa Giêsu nói rằng, Vĩ bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Câu 17 Chúa Giêsu đã bày tỏ phương cách để chúng ta có thể nhận được những sự phước hạnh đó là biết và làm theo. Kế đó, Chúa Giêsu cũng cho các môn đồ của Ngài biết về sự phản bội Chúa của Giuđa ốt Ngài phán: Ta không nói về các ngươi hết thảy Ta biết những kẻ Ta đã lựa chọn. Nhưng lời này trong kinh thánh phải được ứng nghiệm. Người ăn bánh Ta, dỡ gót nghịch cùng Ta. Câu 18. Và điều này cũng đã được ứng nghiệm bởi một lời tiên tri khác trong Cựu Ước, Thi Thiên 41, câu 9. Chúa Giêsu muốn củng cố đức tin của các môn đồ Ngài trong lúc này. Ngài không muốn họ phải hoang mang và tin chắc rằng Ngài là đấng đến từ Đức Chúa Trời và tất cả kinh thánh cựu ước đều nói về Ngài. Mọi lời tiên tri về Ngài đã, đang và sẽ được ứng nghiệm. Những lời cuối cùng của Ngài là những lời tiên tri cho các môn đồ Ngài rằng hiện bây giờ Ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là đấng đó. Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta, hễ ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Câu 19 đến câu 20 trong những ngày sắp đến các môn đồ của Chúa Giêsu sẽ trở nên những sứ giả tin lành được sai phái đi khắp thế gian để giảng về sự chết và sự sống lại của Ngài. Người sứ giả tin lành sẽ chịu khổ, sỉ nhục, nhưng cũng sẽ đồng hưởng phước hạnh và sự vinh hiển với Ngài, như lời sứ đồ Phaolô nhắc nhở chúng ta. Lại, nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự. Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn chúng ta đồng chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Roma đoạn 8 câu 17. Phần Ba La Mã sự hạ mình. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hoàn toàn 100% và cũng là con người trọn vẹn 100% nên đến phần này chúng ta thấy sứ đồ gian đã ghi lại cảm xúc của Chúa Giêsu thế này. Khi Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi thì tâm thần ngài bối rối. Câu 21a. Có lẽ không có niềm đau buồn nào hơn niềm đau bị những người thân yêu phản bội, từ bỏ. Chúa Giêsu biết một môn đồ mà ngài yêu mến đang manh nha phản bội ngài một môn đồ thân thiết khác sẽ từ chối ngài, còn những môn đồ còn lại thì sẽ từ bỏ ngài, chạy trốn. Lúc này Chúa Giêsu đã muốn đánh thức lương tâm của Giuđa Iscariot bằng cách phán cùng những người đang ngồi nơi bàn ăn rằng: quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Câu 21b. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh và cho Judas Iscariot một cơ hội để ăn năn lúc này. Lời Chúa Giêsu phán ra như mũi gươm đâm thẳng vào tâm can của các môn đồ. Các môn đồ sầu não và sững sốt nhìn nhau trong ánh mắt nghi ngại dò xét. Judas Iscariot quả có tài đóng kịch rất hay nên chẳng ai nhận ra được bộ mặt xảo trá lường gạt cứ cứng lòng đi trong con đường gian ác phản bội thầy mình sứ đồ giăng ngồi ăn bên chúa giêsu quan tâm về tâm trạng và những điều chúa giêsu vừa bày tỏ cho họ giăng nghiêng mình về phía chúa giêsu với thái độ thông cảm và muốn tìm hiểu vấn đề chúa giêsu vừa bày tỏ ra cùng họ sứ đồ giăng kể lại vậy người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: Lạy Chúa, ấy là ai? Câu 25. Khi sứ đồ dân cầu hỏi bất cứ điều gì thì Chúa Giêsu luôn trả lời ông. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn, Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Judas Iscariot, con trai của Si-mô. Câu 26. Có lẽ Giuda Iscariot cũng ngồi rất gần Chúa Giêsu nên Ngài trao bánh cho Giuda ngay. Nữ chỉ nhúng bánh vào nước chấm và trao cho người đồng bàn là hành động bày tỏ sự quan tâm, lòng thương mến, niềm nở của người trào. Giuda Iscariot cũng giả hình niềm nở nhận lấy bánh, chấp nhận lòng ưu ái của Chúa Giêsu dành cho mình để che giấu bộ mặt phản bội gian ác mà không bị sự nghi kỵ hay sự cản trở của những môn đồ khác. đây chúa giêsu cũng cho giuđa một cơ hội nữa để ăn năn nhưng giuđa cứ cố tình bỏ qua mọi dịp tiện mà chúa giêsu đã dành cho ông nên ma quỷ bắt ngay lấy thờ cơ Sứ đồ giằng viết liền khi giuđa đã lấy miếng bánh thì quỷ sa tăng vào lòng người Đức Chúa Giêsu bèn phản cùng người rằng: "Sự ngươi làm hãy làm mau đi." Câu 27a. Chúng ta nhận thấy khi con người cố tình theo đường lối của ma quỷ, cho dù có bao nhiêu cơ hội cảnh tỉnh để sửa đổi, nhưng họ vẫn cứng lòng, không thay đổi. Điều này chứng tỏ rằng để thoát khỏi quyền lực của bóng tối, sức mạnh của tội lỗi, không phải là điều dễ dàng cầu xin Chúa cho chúng ta biết nương mình trong sức Chúa, luôn luôn nhờ cậy vào Ngài để chống lại với những mưu trước của ma quỷ. Chúng ta ngày nay cũng chớ cứng lòng khi nghe lời Chúa nhắc nhở, cảnh tỉnh hay những lời khuyên lơn, cảnh cáo của Đức Thánh Linh về những sự sai phạm của chúng ta, chỉ với tấm lòng hạ mình, ăn năn mới có thể giải thoát chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi và những sự cám dỗ, lừa dối của ma quỷ. Tiếp tục được nối kết với Cứu Chúa trong tình yêu của Ngài. Chương trình đọc sách giảng dạy phúc âm của Hội Thánh Tinh Lành Liên Hiệp Đà xin tạm ngừng tại đây. Xin mời quý thính giả đón nghe bài tiếp theo trong kỳ tới. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email gmail com hoặc bình luận trên Facebook Hội Thánh Tinh Lành Liên Hiệp Đà Rà. Nguyện xin Chúa ban cho quý vị sự tươi mới mỗi ngày trong hành trình theo Chúa. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.